Xin chào cả nhà, hôm nay thì mình lại làm món vịt nấu chao. Lần này thì mình không mua vịt nguyên con nữa mà mình mua ức vịt. Hai cái ức vịt này nè cả nhà, mỗi cái là gần nửa ký thì người ta bán với giá là gần 9 euro một cái. Mình sẽ cắt miếng ra. Sả, hành, tỏi thì mình sẽ băm nhỏ ra. Cái này thì mình sẽ để nguyên khúc nè. Mình đập cho dập ra. Gừng mình cũng băm nhuyễn. Giờ thì mình sẽ ướp vịt. Cho hết hành, tỏi, sả vào. Mình cho chao. Cho đường khoảng một muỗng cà phê đường, cho dầu điều. Giờ thì mình bóp đều lên rồi ướp. Sả thì mình không có băm nhiều nhưng mà mình để nguyên cây mình đập dập á, lát nữa mình sẽ cho thơm. Rồi mình sẽ để đây mình ướp nửa tiếng. Lần trước mình nấu lẩu vịt á, có khoai môn này anh đi thích lắm luôn á, vì khoai môn ăn nó dẻo. Mình nhặt rau tỏi gấu ha. Đây, tỏi gấu thì mình chỉ tước cái lớp vỏ bên ngoài là nó sạch rồi nè, dễ lắm. Cái tỏi gấu này á, mình cắt về nhưng mà mình vẫn phải nhặt lại từng cọng để cho chắc làm đúng tỏi gấu á, tại vì mình cũng sợ là có những cái cây độc á mà nó lộn vào với lại đám tỏi gấu, nên là tốt nhất là nhặt từng cọng. Cái bông của nó này cả nhà, đó, cái bông của tỏi gấu thì nó cũng một cái cọng riêng, từ cái nó mọc từ dưới rễ lên luôn ha, khi mà mình tước ra là nó rời ra, bông của nó ăn cũng rất ngon. Tỏi gấu này chỉ ăn được từ bây giờ cho tới khoảng đầu tháng 5, giữa tháng 5. Nếu như mà trời ấm thì là ăn tới đầu tháng 5 thôi là hết rồi. Cái hoa này khi mà nó nở ra nó cũng màu trắng luôn. Hoa màu trắng cũng khá đẹp. Nhặt từng cây thì mình yên tâm, mình tước ra là mình thấy, là mình biết ngay là tỏi gấu ha. Còn cái cây đọt với cả nhà thì nó có một cái thân như thế này, xong rồi lá nó mọc từng, nó mọc ở trên cái thân đó, nó mọc ra, nó không có cái nhánh riêng. Giờ mình sẽ bắt đầu nấu lẩu. Mình cho dầu vào phi hành tỏi. Hành tỏi thơm thì mình cho thịt vào xào.
xong rồi mình cho nước ha. Nước này là cái nãy mình ướp thịt á. Chảo này nãy mình ướp thịt thì mình đổ nước này vào mình tráng cái chảo luôn. Khoai môn thì mình sẽ không chiên lên mà mình cho vào luôn để cho nó bớt dầu mỡ. Chiên nhiều quá, ăn nhiều dầu mỡ quá, hơi béo. Bây giờ thì mình sẽ nấu khoảng 20 phút xong rồi mình sẽ nêm lại. Nồi lẩu mình đã nấu được hơn 20 phút rồi, mình sẽ thử xem là vừa chưa. Mình cho thêm một chút muối. Vẫn còn ít mùi chao lắm nên là mình cho thêm chao vô ha. Cho nhiều chao cho nó ngon. Cái chao này á, mình thấy nó không có mặn lắm. Lần trước mình mua cái loại chao khác thì nó mặn hơn. Khoai đã mềm rồi nè. Nồi lẩu đã vừa, bây giờ mình tắt bếp. Bên đây thì mình sẽ làm sốt chao. Sốt chao thì mình cho sa tế nè, cho đường, vì trong sa tế này có nhiều tỏi rồi đó cho nên là mình không có cho thêm tỏi nữa. Bình thường thì sốt chao có nhiều tỏi ăn rất ngon. Hôm nay ăn lẩu thì nhà mình ăn với bún nè, ba loại nấm là cái mình thích nhất là tỏi gấu, chao để chấm thịt vịt. Món lẩu vịt nấu chao của mình đã sẵn sàng, bây giờ thì mình sẽ ăn thôi. Xin mời cả nhà. Xin chào cả nhà, bây giờ thì xin mời cả nhà cùng ăn lẩu vịt nấu chao với tụi mình ha. Hello, xin chào. Đó, bây giờ thì mình sẽ cho nó sôi mạnh lên để mình cho nấm các thứ. Can so we have this a piece? Kreuz. Nấm này mình chưa ăn bao giờ luôn, hôm nay sẽ là ngày lần đầu tiên mình ăn thử. Ich weiß nicht genau, aber ich kenne den vom Namen her. Der sieht ein bisschen aus. Nấm này thì lúc nào trong siêu thị cũng có nè, nhưng mà cái nấm dài này thì mình lại ít thấy người ta bán. Nấm này thì mình có ăn nhiều lần rồi, xào lên ăn rất ngon. Awesome place. Yeah. Viel Platz gibt's da nicht, sondern hier. Nee. Aber du kannst schon die Fleisch und so rausholen. Ich habe auch schon. Ja. Đó, thịt với lại khoai thì chín rồi. Bây giờ thì để anh đi múc bớt ra. Trời ơi, mình đói bụng lắm luôn á. Hôm nay đi hái được tỏi gấu mừng, ơi là mừng luôn. À.
tỏi gấu này rất nhanh chín nên là mình chỉ nhúng vào xong rồi nó sôi lên một cái là mình vớt ra ngay. Cho cải vào luôn, cải thìa. Hôm qua mình mua cải thìa tại vì mình không biết là có tỏi gấu. Xong rồi sáng nay tình cờ mình thấy là có tỏi gấu rồi, thế là đi hái tỏi gấu. Thì mình thích ăn tỏi gấu hơn là cải thìa. Nisu, this is Nello. Fish, yeah. Any food right there? Xin mời cả nhà ha. Lẩu, lẩu, lẩu nấu chao lần trước mình làm rồi đó và ăn thì tụi mình rất thích nên là hôm nay nấu tiếp. Thịt vịt chấm chao nè, tỏi gấu, múc khoai với thịt ra để lấy chỗ nấu nấm với lại rau, trụng rau. Đói bụng quá. Có tỏi gấu là ngon tuyệt vời luôn. Tỏi gấu ăn ngon nhất trong các loại rau rừng. Cái năm trước khi mà mùa tỏi gấu á, là mình chưa biết nấu lẩu cho nên là chưa khi nào ăn tỏi gấu với lẩu. Bây giờ ăn quá ngon luôn. Tới bây giờ mùa tỏi gấu thì mình sẽ ăn lẩu nhiều tại vì có rau á, giống như là mùa thải salad son á, cũng ăn nhiều ăn nhiều bữa lẩu tại vì có rau thì ngon. Wie schmeckt diese Kartoffeln? Lecker, ja. Der heißt Hoai Mon. Dip da rein. Ja. Nicht so nah. Nein. Trước đây anh đi không có ăn rau nhiều như thế này đâu, không có ăn rau nấu như thế này. Nhưng mà từ khi mà mình nấu các kiểu nấu lẩu á, thì anh đi ăn nhiều rau như thế này. Trước thì chỉ có ăn rau xào, cũng ít ăn rau nấu canh. Gặp chị đến tới thì sao? Mấy không? Hôm nay anh hát, đến thì ja und weiß nicht ob der durch ist hier. Weiß nichts, nicht schlecht, aber nein, ja, schon Geschmack. Wo bin ich denn, kennst du, weiß ich genau. Wie schmeckt dir dies? Oder bist du lieber Champignon? Nein, das schmeckt mir alles, egal. Schmeckt gut, ja? Ja. Ja. Für mich nicht so viel. Die Kartoffeln.
cái phần creaming and geschmack phần. Dạ. Mình nói là trong nồi lẩu này á là mình thích nhất là rau tỏi gấu. Còn Andy thì thích nhất là khoai muông. Còn xem cái phải vào kartoffel play mà. Rồi vậy thì gì xin. Và không biết là có phần xin ít. Cái đồ cái này à. Thì biết nè. Thế vậy đi anh. Mai không? Mình nhìn là cái này thì quá nè. Cái thìa cũng không ngon bằng tỏi gấu. Menu lên. Nè, hôm nay thì Kevin đi chơi với bạn rồi. Joe thì không ăn lẩu nên là có mình với Andy ăn thôi. Tỏi gấu thì nhìn nó cồng kềnh như thế này tại vì cái lá nó dài ấy, nhưng mà mình cho vào nồi thì nó teo lại còn chút xíu à. Tỏi gấu này mình có thể làm rất nhiều món luôn á. Xào thịt bò cũng rất ngon. À vậy sao hả? Cái sốt thì smell good. Thì cái gì sốt kì, nó sốt. Extra geschmack. Nấm đùi gà. Nấm này phải cắt chứ nếu không thì cắn nó không có đứt. Mình chỉ cần rau, bún và nước lèo. Không cần nhiều thịt. Andy thì thích cái sốt chao. Cái sốt chao ăn nó rất đặc biệt, rất ngon. Hả? Cái cà tốt rồi. Okay. Ăn một chút là thấy no à. Lẩu này thì anh ấy nói là nước lèo rất ngon, mọi thứ rất ngon. Chỉ có thịt thì anh đi thích thịt vịt là chiên nướng lên hơn là nấu trong lẩu như thế này. Đó, nhưng mà anh đi kêu là rất ngon, khi mà chấm thịt vịt vào chao á thì ngon. Muốn sao mới về cáo thì mình phải có ăn miếng cúc hoặc smear kíp. Còn tôi phải kíp cho người em ăn trên internet vừa vay xong rồi. Đẹp hay hơn. Andy nói là thử mua khoai môn về trồng thử tại vì Andy đã mê khoai môn rồi đó. Kêu là khoai môn ngon hơn cả khoai tây, ngon hơn khoai lang. Thôi bây giờ thì mình xin dừng video lại đây. Xin cảm ơn cả nhà đã xem video. Bye bye cả nhà và xin hẹn gặp lại ở video lần sau. Tạm biệt, cheers, goodbye, video soon.